canh cổng thiên đình. Này, anh nhìn xem, hôm nay hình như tới lượt những đôi vợ chồng được qua cổng thiên đàng thì phải. Ồ, đúng rồi. Mà anh nhìn kìa, họ tuy đã già nhưng mới tình cảm và hạnh phúc làm sao. Tất nhiên rồi, có thế họ mới được Thượng Đế chở bên nhau cho tới tận khi đã lên thiên đàng chứ. Này, tôi nghĩ ra điều này rất hay. Hay là khi họ lần lượt qua đây, chúng ta sẽ hỏi họ thử xem bí quyết gì họ có thể chung sống hạnh phúc như vậy. Phải đấy, chắc chắn họ phải có rất nhiều bí quyết hay. Xin lỗi, trước khi đi qua cánh cổng này, hai người có thể cho chúng tôi biết bí quyết nào để hai người có thể chung sống hạnh phúc tới vậy? Bí quyết nào à? Có lẽ là vì chúng tôi không đổ thêm dầu vào đống lửa nhỏ để biến nó thành ngọn lửa lớn. Trời ơi, ông dù đã già vẫn không quên được nghề nghiệp của mình sao? Trước đây ông ấy từng làm nghề gì vậy? Trước đây ông ấy là một người lính cứu hỏa. Ồ, thảo nào mà ông ấy lại trả lời như vậy? Nhưng câu trả lời ấy cũng rất đúng đấy. Chúng tôi luôn biết nhường nhịn nhau, cố gắng không giải quyết mọi việc trong những lúc nóng giận, cho tới khi cả hai cùng bình tĩnh trở lại. Vì thế nên chúng tôi vẫn chung sống hạnh phúc tới tận bây giờ. Thì ra bí quyết của họ là không đổ thêm dầu vào lửa. Xin lỗi, hai người có thể cho chúng tôi biết bí quyết gì giúp hai người sống hạnh phúc tới vậy không? Tất nhiên, nền móng vững chắc là điều căn bản nhất rồi. Đúng vậy, chúng tôi luôn cố gắng xây dựng để có một nền tảng gia đình vững chắc nhất. Anh biết không, ông ấy là một người thợ xây đấy. Ồ, thảo nào ông ấy hiểu rõ tầm quan trọng đến vậy của một cái móng chắc chắn. Xin hỏi, có bí quyết gì để hai người có thể sống hạnh phúc đến tận đầu bạc răng long thế này? Vì tôi là một nhà văn, nên tôi luôn tập hợp tất cả những ưu điểm của chồng mình lại, viết vào một cuốn sổ, hàng ngày dở ra đọc. Ngày nào cũng nghĩ tới những ưu điểm của người kia thì sao có thể không hài lòng về cuộc sống của mình được chứ? Xin lỗi, xin hai người có thể tiết lộ về bí quyết để có một cuộc sống hạnh phúc được không ạ? Việc đầu tiên cần làm mỗi sáng thức dậy và việc cuối cùng vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ là tặng cho vợ mình một nụ cười thật rạng rỡ. Ông nói phải lắm, nụ cười của người mình yêu thương thật quan trọng biết nhường nào. Xin mời ông bà qua. Đúng là để có được hạnh phúc, mỗi người trong số họ đều có những bí quyết riêng. Nhưng theo anh, điều gì là đúng nhất? Theo tôi thì bí quyết của tình yêu phải là việc xây dựng nền móng. Không, tôi nghĩ quan trọng nhất chắc chắn vẫn phải là việc nhớ được những ưu điểm của nhau. Không, chắc chắn phải là một nền móng tốt. Không, chắc chắn là phải nghĩ về những ưu điểm của người khác mới có thể sống với nhau hạnh phúc cả đời được. Ôi, hai vị có việc gì mà lại tranh luận căng thẳng vậy? Ôi, thần tình yêu, may quá gặp cô ở đây. Cô hãy giúp chúng tôi giải đáp thắc mắc này đi. Chắc chắn chỉ có cô là người biết rõ nhất. Có chuyện gì vậy? Xin hai vị cứ nói. Chẳng là hôm nay, chúng tôi gặp bốn cặp vợ chồng hạnh phúc đi qua cánh cổng này. Chúng tôi đều hỏi họ về bí quyết để có được một cuộc sống đầy tình yêu. Một nhân viên cứu hỏa nói, vợ chồng họ không bao giờ đổ thêm dầu vào lửa. Còn một người thợ xây thì nói, ông ấy luôn xây dựng một nền móng vững chắc cho gia đình. Còn một nhà văn lại ghi hết những ưu điểm của chồng mình vào một cuốn sổ, rồi mỗi ngày dở ra xem. Một nhà sĩ thì nói, mỗi khi thức dậy và trước khi đi ngủ đều dành cho vợ mình một nụ cười rạng rỡ nhất. Vậy theo cô, ai là người đúng nhất?
Ồ, thì ra là vậy. Tất cả họ đều có bí quyết riêng, nhưng tất cả những bí quyết đó chẳng phải đều giống nhau sao? Làm gì có cái nào đúng hơn cái nào chứ? Sao? Sao lại giống nhau được? Mặc dù mỗi người đều có một cách lý giải riêng, nhưng bất kỳ cách giải thích nào cũng đều giống nhau, bởi điều mà họ muốn nhắc đến chính là tình yêu trong trái tim mình. Ồ, thì ra tất cả đều chỉ có chung một bí quyết, đó là tình yêu. Hạnh phúc lớn nhất của đời người là được yêu và biết yêu người khác. Bài học từ người lạ. Bà chủ, cho tôi một bát phở bò. Dạ, có ngay đây. Phở của anh đây. Chà, thơm quá. Tôi nghĩ cậu sẽ cảm thấy điều đó là bình thường khi trong tay cậu chỉ còn những đồng tiền ít ỏi cuối cùng để duy trì sự sống. Thật điên rồi, tôi mà bị lâm vào tình cảnh đó à? Còn lâu nha. Nào, chúc mừng cho phi vụ của chúng ta thành công. Anh em cứ thoải mái đi. Hôm nay tôi chi 1, 2, 3 vô. 1, 2, 3 vô. Thôi, chúng ta đi tầng 2. Hãy ăn cho hết những đồ ăn đó đi anh bạn, đừng phụ bạc nó. Lại là ông. Sao ông cứ ám tôi thế nhỉ? Tôi không thích ăn nữa thì liên quan gì đến ông? Hãy nhìn lại mình đi ông già. Ông là cái gì mà đi giải đời người khác? Có một ngày cậu sẽ thấy lời nói của tôi liên quan đến cuộc sống của cậu đấy. Đúng là ông lão gàn dở, chẳng ra làm sao. Này ông lão, lại đây cầm ít tiền mà tiêu này. Chúng ta tiếp tục tăng 2 thôi anh em. Đói quá. Thật không thể tin là công ty mới được một năm đã bị phá sản. Không còn lấy một xu dính túi thế này. Đi chỗ khác đi. Nói nhiều thế nhỉ? Đã bảo không có cơ mà. Có một ngày, cậu sẽ thấy lời nói của tôi liên quan đến cuộc sống của cậu. Giàu không tiết kiệm, sớm nghèo ngay. Nghèo không tiết kiệm, sớm ăn mày. Hai đồng tiền và ba đứa trẻ. Jack ơi, sáng nay cậu có đi ghé qua nhà Mark không? Mẹ cậu ấy đã đỡ chưa? Mình có, mẹ cậu ấy vẫn yếu lắm. Nhưng Mark nói chiều sẽ lại đi đánh giày cùng tụi mình. Nhà cậu ấy không còn chút lương thực nào nữa rồi. Chúng mình nghèo quá, không giúp được gì cho cậu ấy. Ừ, mình cũng nhịn đói một ngày nay rồi, bụng đang tréo gạo. Nếu hôm nay mà không kiếm được gì, chắc mình chết mất. May mà sáng nay sờ vào túi còn sót một gói đậu phộng, hôm trước mình để dành quên mất. Mình ăn ngấu nghiến hết ngay, không thì bụng cũng lép xẹp như cậu. Các chú đánh giày đi ạ. À? Không. Anh đánh giày đi ạ. À? Em làm cẩn thận lắm. Đã bảo là không.
Đi đi, phiền phức quá. Trời, mình đói quá, không biết có đi nổi nữa không, hay mình ngồi nghỉ một lát nhé. Ngồi nghỉ thì làm gì có khách mà kiếm tiền ăn chứ. Mà sao hôm nay không có ai muốn đánh giày nhỉ? Gói đậu phộng trong bụng mình bây giờ cũng tiêu hết rồi. Chắc cậu phải đói lắm nhỉ? John ơi! Jack ơi! Đợi mình với! Mẹ cậu đỡ chưa mắt? Mẹ mình vẫn ốm lắm. Sáng nay hai cậu đánh được mấy đôi? Chán lắm mắt ạ. Hôm nay đi từ tờ mờ sáng mà không ăn thua gì. Thế nhanh lên hai cậu. Giờ này ra mấy quán ăn may ra đông người. Này, này, cuối cùng cũng có một khách hàng. Ông đánh giày ạ? Đúng, nhưng ta chỉ đánh một đôi giày thôi. Các cháu có đến 3 người. Để cháu đánh, để cháu. Hờ, khó nhỉ. Bây giờ trong 3 cháu, ai đang cần tiền nhất thì hãy đánh đôi giày của ta. Ta sẽ trả công 2 đồng. Thật ạ? Ông trả chúng cháu 2 đồng ạ? Đúng, ta sẽ trả 2 đồng. Những 2 đồng kia à? Công đánh một đôi giày bình thường chỉ có 20 xu. Thưa ông, từ qua đến nay cháu chưa được ăn gì cả. Nếu không kiếm được tiền hôm nay, cháu sẽ chết đói. Ông để cháu đánh. Nhà cháu đã hết thức ăn từ 3 ngày nay. Mẹ cháu lại đang bị bệnh. Cháu đi cả buổi mà chưa ai thuê. Cháu rất cần tiền để mua thuốc cho mẹ. Xin ông hãy giúp cháu. Thưa ông, nếu cháu được ông cho kiếm 2 đồng này thì cháu sẽ chia cho 2 bạn, mỗi bạn 1 đồng. Thế cháu không cần tiền sao? Dạ có. Nhưng trong lúc này, tụi nó là bạn thân nhất của cháu, đều đã nhịn đói cả ngày ròng rồi. Còn cháu thì buổi sáng còn được ăn ít đậu phộng, nên còn sức đánh giày hơn chúng nó. Ông hãy để cháu đánh đi, chắc chắn ông sẽ hài lòng. Được lắm, vậy cháu hãy làm đi. Cháu cừ lắm, cháu hãy cầm lấy 2 đồng. Đây là của cậu, còn đây là của Mark. Không, mình không nhận đâu, đó là của cậu mà. Thôi được, vậy Mark, cậu cầm 1 đồng về mua thuốc cho mẹ cậu. Còn 1 đồng này, chúng mình cùng đi ăn nhé. Thế thì còn được, vậy chúng ta đi nào. Cháu chào ông. Hãy khoan, John, lại đây đã. Có việc gì vậy ông? Cháu có muốn học nghề ở tiệm giặt ủi của bác không? Tiệm sẽ bao cháu bữa tối. Tuy lương lúc học nghề rất thấp, nhưng so với đánh giày thì khá hơn rất nhiều. Nếu muốn, cháu có thể bắt đầu từ ngày mai. Tất nhiên là cháu rất muốn bác ạ. Bác tốt với cháu quá, cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Trong cảnh khốn cùng mà cháu vẫn giúp đỡ mọi người, chính điều đó đã mang lại cho cháu những cơ hội. Chứ không phải bác đâu cậu bé ạ. Trong cuộc sống, cho đi là nhận lại. Nhờ có nó. Việc xây dựng cung Hòa An không ngờ lại tiêu tốn nhiều ngân khố như vậy. Hôm nay gọi các khanh tới là để hỏi xem mỗi người các khanh có thể ít nhiều đóng góp ngân lượng cho ta để công trình tráng lệ bậc nhất này sớm được hoàn thành. Các khanh thấy thế nào? Dạ, phụ thân thần đang bị bệnh nan y, cần rất nhiều tiền chữa trị, nên xin bệ hạ thứ tội, thần không giúp gì được ạ. Dạ, thần đang tu sửa dinh thự, nên cũng không dư giả ạ. Mấy tháng nay đứa em trai của thần buôn bán thua lỗ, thần đã vét sạch cả gia sản để giúp nó, xin hoàng thượng thứ tội. Hừ, cái lũ cận thần này, mỗi năm được bao nhiêu bổng lộc triều đình, vậy mà chúng chỉ lo vung vén cho bản thân, thường ngày thì khua môi múa mép, bây giờ có việc thì dúng lại như lũ chuột nhắt. Vậy sao? Còn Tiêu Kỳ, ngươi là quan đầu triều, sao không thấy có ý kiến gì vậy? Dạ, thật không may, hôm qua nhà thần vừa bị mất cắp, xin hoàng thượng thứ tội. Hừ, các ngươi thật là vô tích sự. Thôi, tất cả lui đi. Dạ. Các vị thử nghĩ xem, việc xây cung điện là việc riêng của hoàng thượng, tại sao ta phải bỏ tiền của mình ra chứ? Phải đấy, nhà tôi tiền bạc không thiếu, nhưng tự thấy chẳng việc gì phải bỏ tiền xây cái cung điện mà mình chẳng được lợi lộc gì ở đó cả. Phải đấy, tôi cũng vậy. Nâng ly nào.
nhà Tiêu Kỳ đây phải không? Nhà hắn có yến tiệc gì vậy? Dạ, nô tài cũng không rõ ạ. Hình như ông ta mở tiệc thiết đãi mấy đám thương nhân. Vậy mà hắn nói là vừa mới mất cắp, không có tiền. Được lắm. Trông Khanh hôm nay có vẻ mệt mỏi. Chắc đêm qua tiệc tùng vui lắm nhỉ? Dạ, cũng khá mệt. Thần mở tiệc mời các vị đại thần đến để bàn tính việc đóng góp ngân lượng cho bệ hạ xây cung Hòa An ạ. Nhưng hôm trước các ngươi chẳng đã nói là không có tiền sao? Ngươi là quan đứng đầu, không làm gương mà lại hùa theo chúng không muốn đóng góp đó sao? Thần làm vậy là để dễ bề nói chuyện với họ hơn thôi. Thực ra mỗi năm bọn họ đều được bao nhiêu bổng lộc triều đình, nhưng chỉ vung vén cho bản thân, thần đã có cách khiến bọn họ phải nhả ra. Thần đảm bảo nội trong 2 ngày có thể tập hợp được cho bệ hạ 10.000 lạng vàng ạ. 10.000 lạng vàng bằng cách nào? Bằng cách nào xin bệ hạ cho thần được giữ kín đến khi xong việc được không ạ? Được, nếu thành công ta sẽ thưởng cho ngươi 100 lạng vàng. Nhưng ngươi cũng biết, nếu ngươi nói láo thì tội cũng rất nặng đấy. Thế nào, ngươi có chấp nhận cuộc chơi này không? Dạ, thần đồng ý. Thần cũng có một cuộc chơi nho nhỏ muốn đánh cược với bệ hạ, không biết bệ hạ có dám không? Ta thì có gì mà không dám chứ. Ngươi muốn cuộc gì nào? Đúng ngọ ngày mai chúa thượng sẽ nổi một cái nhọt rất to ở phía dưới thắt lưng. Nếu sai, thần xin mất chẳng 100 lạng vàng. Ngươi chỉ được cái khôi hài. Ngươi chắc chứ? Thần dám chắc ạ. Được, ta đánh cuộc với ngươi. Tiêu Kỳ ơi là Tiêu Kỳ. Hoàng thượng giá lâm, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thôi thôi, không cần đa lễ. Dạ, tiền thần sắp sẵn kia rồi, xin bệ hạ quá bộ vào trong này, để thần còn xem xét tận mắt sự thể ra sao. Được, lần này ngươi thua rồi. Mời hoàng thượng ra chỗ cửa sổ này cho sáng, để thần xem cho rõ ạ. Ừ, chỗ này hả? Thế nào, Khanh tin rồi chứ? Lạ nhỉ, sao lại như thế được chứ? Thần đã thua. Dạ, như đã thỏa thuận, thần xin gửi hoàng thượng 100 lạng vàng. Ôi, hoàn cảnh của Khanh dạo này cũng không dư giả. Ta cũng không muốn lấy làm gì đâu, nhưng xây dựng cung điện cũng tốn kém, thêm được đồng nào cũng quý, nên chỗ vàng này ta đành phải lấy vậy. Dạ, thua cuộc hoàng thượng thần thấy rất vui, vì cũng được góp một chút ít vào ngân khố quốc gia. Thôi, ta còn rất nhiều việc phải làm. Ta đi đây, người nhớ ngày mai còn một vụ đánh cuộc nữa đấy. Dạ, thần nhớ rồi ạ. Tối nay chuẩn bị tiệc mừng cho ta. Tiêu Kỳ, xem ra hôm qua ngươi rất vui, còn mở tiệc linh đình hơn cả hôm trước nhỉ? Không vui sao được thưa bệ hạ? Thần vừa kiếm được 10.000 lạng vàng cho bệ hạ, tất nhiên nên ăn mừng chứ ạ. Bây giờ Khanh có thể tâu rõ cho trẫm nghe rồi chứ? Ồ, có gì đâu. Bữa tiệc lần trước thần mời tất cả đại thần tới, bảo đúng ngọ ngày mai ta sẽ cho các ngài xem lưng của đấng thống lĩnh ngay tại nhà ta. Cố nhiên họ không tin. Thần liền thách họ mỗi người 500 lạng vàng. Kết cục ra sao chắc bệ hạ đã biết. Thần xin có lời đa tạ ơn sâu của bệ hạ. Nhờ có nó mà thần hoàn thành sứ mệnh với bệ hạ. Ngươi... ngươi thật lâu cá. Bạn đã làm hơn thế vạn lần. Bạn ơi, bạn làm rơi sách này. Bạn ơi, bạn làm rơi sách này.
để mình giúp bạn nha. Bạn mang nhiều đồ thế, cầm sao nổi. Để mình mang bớt cho. Chân cậu bị làm sao vậy? Đi lại chắc khó khăn lắm. Mình bị từ nhỏ kia. Cũng đã lâu nên mình quen rồi. Chứ lúc mới bị mình cũng buồn lắm, chẳng thiết sống nữa. Nhưng nhờ được sự động viên của mọi người mà mình lấy lại thăng bằng. Mà sao trông cậu buồn thế? Thế rồi năm cuối cùng của bậc trung học đã đến. Và bây giờ xin mời bạn Nguyễn Mạnh Nam, người đạt số điểm tổng kết môn học cao nhất trường của chúng ta, lên nhận bằng khen đặc biệt do thầy hiệu trưởng trao tặng. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cha mẹ, thầy cô, những người đã hết lòng chăm sóc và dìu dắt tôi. Đặc biệt tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới người bạn thân nhất của tôi, bạn Nguyễn Mạnh Hùng, người đã giúp tôi vượt qua giây phút khó khăn nhất của cuộc đời. Nam này, mình rất xúc động và tự hào vì được cậu nhắc đến tên mình. Nhưng thực sự mình rất ngạc nhiên, bởi mình nghĩ mình đâu có làm được nhiều như cậu nói đâu. Cậu có nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không? Có chứ. Cậu có bao giờ tự hỏi vì sao hôm đó mình lại mang nhiều đồ như vậy về nhà không? Cậu biết không, lúc đó bố mẹ mình chia tay, mình buồn lắm. Mình đã đi mua 30 viên thuốc ngủ ở các hiệu thuốc khác nhau vì không tiếc sống nữa. Nhưng chính lúc cậu chống cái nạn đi tới nhặt sách và nâng mình dậy, cậu đã làm mình bừng tỉnh. Mình lấy lại được thăng bằng và vững bước trong cuộc đời. Bạn thấy đấy, bạn không chỉ nhặt cho mình một cuốn sách mà bạn đã làm được hơn thế vạn lần. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.